Em vẫn sử dụng nạc dăm nha mọi người, xay hai lượt nhỏ mịn. Gia vị em có tỏi, bột ngọt, muối, đường, bột nếp để tạo kết dính, thính gạo, tiêu. Bây giờ em sẽ đổ hết các nguyên liệu này vô trong cái thịt xay nha. Và em sẽ nêm thêm một chút xíu mắm nè. Mình mật ong nữa nha mọi người, em sẽ đổ 2 thìa mật ong nha. Mình sẽ ớm chừng cái khẩu vị của gia đình mình để mình nêm nhá. Còn đây là tất cả các gia vị dùng cho nem nướng nha mọi người. Em sẽ trộn đều, nhưng mà trộn bằng cái thìa này chắc chắn sẽ không được đều đâu, cho nên em sẽ sử dụng bao tay và mình sẽ trộn thật đều nha mọi người. Càng đều thì cái quả nem của mình nó sẽ càng thấm và ngon nha mọi người. Mình lên sử dụng bao tay để mình bóp nhuyễn, mình trộn cho nó đều nhất có thể nha. Và sau khi đã trộn đều á thì em sẽ dùng màng bọc thực phẩm, em sẽ bọc lại và mình sẽ bỏ trong ngăn mát tủ lạnh ướp ít nhất là 2 tiếng nha. Không qua đêm, qua ngày, hôm sau gì cũng được hết á. Mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh càng lâu thì cái nem của mình nó sẽ càng ngon nha mọi người ơi. Và đây em đã sử dụng đũa ăn một lần đó mọi người, sử dụng một lần đó. Em có 15 cái nha. Cái này của em là 1,5 kg nem á. Và mình sẽ nắm thành từng nắm như thế này, rồi mình sẽ đặt cái đũa vô trong, mình sẽ chỉnh cho nó tròn tròn, xinh xinh, đẹp đẹp xíu là được nha. Còn cái hoa tay của em thì nhiều lắm, mà sao em nắn ra thì nó cũng không có được đẹp lắm đâu. Mình sẽ sử dụng một lớp dầu nha mọi người, để mình xoa vào cái lòng của cái nồi chiên không dầu để đảm bảo độ chống dính an toàn nha mọi người. Và sau khi xếp nem xong á thì mình sẽ bật 160 độ với 18 phút nha mọi người. Và cái mẻ này của em thì đặt được 8 cây nem như thế này này. Sau 8 phút đầu tiên á thì mình sẽ bỏ ra, mình quét một lớp dầu với mật ong mỏng nha mọi người. Mình quét mặt trên này xong rồi mình sẽ lật nó lại, mình quét mặt dưới cho đều hai mặt luôn. Sau khi quét xong thì mình sẽ bỏ vào nồi chiên không dầu tiếp và chờ tinh tinh là được nha.